Nơi đây ban đầu là những cái sẩn mảng phù nhỏ có thể lan rộng ra trong nhiều giờ và sau đó tự lặng. Trường hợp mề đay cấp chúng ta lo lắng nhất là mề đay có thể là triệu chứng trong một cái bệnh cảnh cấp tính như là sốc phản vệ. Xin chào các bạn, tôi là thạc sĩ bác sĩ Vũ Thị Thùy Trang, hiện tại đang công tác tại khoa da liễu thẩm mỹ da Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi xin phép được chia sẻ về chủ đề mề đay. Mề đay là những sẩn mảng phù xuất hiện trên da và có thể xuất hiện ở một vùng hoặc là rải rác trên toàn bộ cơ thể với triệu chứng đặc biệt nổi bật đó là ngứa. Và mề đay thì thường diễn tiến và ban đầu là những cái sẩn mảng phù nhỏ và có thể lan rộng ra trong nhiều giờ và sau đó tự lặng. Một dạng khác thường gặp nữa trên những bệnh nhân mề đay đó là phù mạch. Thì phù mạch sẽ có cơ chế bệnh sinh tương tự so với mề đay nhưng với ở vị trí sâu hơn, tạo thành các mảng phù cứng và triệu chứng có thể là đau và rát. Với những vị trí thường gặp của phù mạch đó là vùng mắt, vùng môi hoặc là tai hoặc là ở tay và chân. Thông thường những trường hợp mà khi các bạn tới khám lần đầu với mề đay thì các bác sĩ họ sẽ tìm ra những nguyên nhân có thể gây khởi phát mề đay cho bạn. Đầu tiên thì có thể kể đến đó là thuốc, trong cái nhóm thuốc thường gặp nhất đó là kháng sinh hoặc là cái thuốc giảm đau. Thứ hai nữa đó có thể là do đồ ăn, ví dụ như là trứng hoặc là đậu phộng hoặc hải sản mà đặc biệt là sứa. Một số nguyên nhân khác có thể gây ra mề đay nữa đó là do côn trùng cắn hoặc cũng như là việc tiếp xúc với các cái đồ vật đặc biệt, ví dụ như là cao su. Trong những trường hợp này thì khi các bạn tìm ra được nguyên nhân thì chúng ta giới hạn việc tiếp xúc với lại các nhân đó sẽ hỗ trợ cho chúng ta giảm tái phát mề đay hơn. Ngoài ra thì mề đay còn theo sau những trường hợp bị nhiễm trùng, có thể là siêu vi hoặc là vi trùng. Trong những trường hợp mà mề đay do sau nhiễm trùng thì nó có thể kéo dài khoảng từ vài ngày cho tới vài tuần và mề đay sẽ biểu hiện đó là tình trạng hệ miễn dịch của chúng ta đang chống chọi lại với các tác nhân nhiễm trùng đó. Đôi khi thì các bạn có thể nhớ được chính xác các cái lần đau ốm trước đó, nhưng cũng có những trường hợp là cái nhiễm trùng nhẹ thì triệu chứng chỉ thoáng qua thôi. Ngoài ra thì một số các tác nhân khác có thể gây ra mề đay nữa, bao gồm có không khí lạnh hoặc là nắng mặt trời hoặc là những cái áp lực trên da. Ngoài ra thì ở Việt Nam chúng ta vùng dịch tễ thì có thêm một nguyên nhân nữa đó là do ánh sáng. Tuy nhiên thì không phải trường hợp nào chúng ta cũng tìm ra được nguyên nhân gây ra mề đay, và có những trường hợp chúng ta không thể biết chính xác được nguyên nhân nào thì còn gọi là mề đay vô căn. Trong những trường hợp mà mề đay cấp thì điều chúng ta lo lắng nhất là mề đay có thể là một triệu chứng trong một cái bệnh cảnh cấp tính như là sốc phản vệ. Thì ngoài mề đay ra chúng ta có thể gặp thêm một số các triệu chứng khác, ví dụ như là khó thở hoặc là bứt rứt hoặc là nôn ói, đau bụng, thì đó là những cái triệu chứng mà nguy hiểm và cảnh báo chúng ta cần phải tới bệnh viện sớm để điều trị tình trạng này ngay lập tức vì nó có thể nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Trong những trường hợp mà mề đay mãn tính, đa số sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chúng ta. Mề đay có thể sẽ khiến cho chúng ta khó tập trung vào công việc, khó sinh hoạt hàng ngày cũng như là mất ngủ vào ban đêm và ảnh hưởng lớn đến cái chất lượng cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ phối hợp giữa việc tránh các yếu tố khởi phát gây ra mề đay cũng như là sử dụng thuốc. Đối với việc tránh các yếu tố khởi phát thì thông thường khi mà bác sĩ tầm soát cho các bạn các nguyên nhân mề đay rồi thì sẽ hướng dẫn cho bạn cái việc hạn chế tiếp xúc với các nguyên nhân này để chúng ta có thể hạn chế tái phát mề đay về sau. Về việc sử dụng thuốc thì thuốc đầu tay mà chúng ta thường được kê đó là thuốc kháng histamine. Trong cái nhóm kháng histamine này thì chúng ta sẽ có hai nhóm lớn, đó là kháng histamine H1 thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai. Thì hai cái thế hệ này nó khác nhau về liều lượng, về tác dụng phụ cũng như số lần sử dụng trong ngày. Đối với những kháng histamine H1 thế hệ thứ hai thì là những thuốc mới hơn, do đó nó ít tác dụng phụ hơn và cái số lần cũng sử dụng ít hơn trong ngày. Và những thuốc mà thông thường các bạn hay nghe tới đó bao gồm fexofenadine, cetirizine hoặc là desloratadine hoặc là bilastine. Thì những cái thuốc này chúng ta sử dụng 1 đến 2 lần trong vòng 1 ngày và đa phần các trường hợp mề đay đều đáp ứng với các thuốc này. Một số các thuốc khác các bác sĩ có thể kê cho các bạn, ví dụ như steroid thì thông thường chúng ta sẽ sử dụng ngắn ngày trong những trường hợp mà mề đay mức độ nặng hoặc là mề đay không đáp ứng với lại điều trị kháng histamine. Và một số các thuốc khác cho những trường hợp nặng hơn nữa bao gồm montelukast hoặc là kháng thể đơn dòng IgE và omalizumab. Bệnh mề đay thì thực sự nó không có lây, rất hiếm ai mà bị mề đay suốt đời. Có khoảng 50% trường hợp mà chúng ta bị mề đay sẽ tự giới hạn trong vòng 1 năm. Và những cái triệu chứng mà gây khó chịu của mề đay thông thường là sẽ đáp ứng tốt thuốc kháng histamine mà bác sĩ kê toa cho các bạn. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.